Ok, chào anh em đam mê BCB nha. Rồi, đầu tiên em xin chúc toàn thể anh em có một ngày tràn đầy sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền để theo đuổi đam mê BCB của mình nha. Rồi, hôm nay shop em xin giới thiệu tới anh em đó là một bộ sản phẩm, đó là bộ ruột condo nha anh em. Bộ ruột của các dòng condo đây, đây là bộ ruột của các dòng condo. Bên em có bộ ruột Đài Loan và bộ ruột tàu. Đó, bộ ruột Đài Loan và bộ ruột tàu để cho anh em thỏa sức lựa chọn nha. Nó chỉ bộ ruột Đài Loan thì tốt hơn, Đài Loan thì nó sản xuất tốt hơn nhưng mà giá tiền nó cũng đắt hơn, và bộ ruột tàu thì sẽ lại rẻ hơn, nó cũng giống như nhau thôi anh em ha. Đó, bộ ruột đây là bộ ruột Đài Loan nha anh em, tất cả bộ ruột này là của Đài Loan sản xuất, em nhập từ bên Đài Loan, công ty Đài Loan sản xuất hết. Còn bộ ruột tàu cũng giống như vậy, giá thành lại rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì chắc chắn thì cũng phải thấp hơn rồi, đó là điều dĩ nhiên. Đây, đây là bộ đập nha anh em. Không, cái này là đồ để gài chốt an toàn của condo, bộ đập đây bằng đồng nha anh em, tất cả đều bằng đồng, và nhựa, bền, nhựa rất là bền và đồng rất là bền, chống rỉ cho anh em luôn nha. Vì vậy xài này phải 2-3 năm nữa mới thay, mới hư được. Đó, bảo hành cho anh em luôn, bảo hành 6 tháng năm cho anh em luôn. Đài Loan là 1 năm, tàu là 6 tháng, bằng đồng hết nha anh em, nặng lắm. À, quan trọng nhất là cái lò xo này. Lò xo là quan trọng nhất nha. Lò xo thì đàn hồi độ cứng, độ bền rất là cao. Đó, cứng lắm. Độ đàn hồi cũng cao lắm á. Rất là cứng, nó không có bị trùng lò xo xuống ha. Chết nhiều cũng sẽ không bị trùng. Lò xo Đài Loan thì xịn lắm. Đây, đồ căn chỉnh lò xo nha, bằng nhựa cứng nha anh em. Xoay cái nấc này ở trên khung condo nó sẽ có một cái nấc nấc căn chỉnh, mình chỉ cần xoay cái đồ căn chỉnh này thôi, cái nấc khung thôi là được, cái nấc của khung là được, đựng tâm bằng đồng nha, đồng nguyên khối luôn á, đựng tâm này đồng đúc luôn á, nên không có sợ bị hư hay bị bể hay bị rỉ nha. Đó, cái này là nhựa cứng này anh em ha. Nhựa cứng nha. Đây. Thì cách sắp xếp của một bộ ruột, giới thiệu luôn các hướng dẫn cho anh em luôn cách sắp xếp của một bộ ruột nó như thế nào ha. Hết là gắn cái chốt an toàn vào cái búa đập này, dẫn vào đây. Rồi, tiếp theo là cái này,
Để như vậy thì tới lò xo, tới căn chỉnh lò xo đó, nó có cái nấc mà để đút vô lò xo đó anh em. Anh em chỉ cần đút vô thôi rồi, rồi luồn rồi đút vô khuôn là được, lắp ráp rất là dễ dàng và tiện lợi anh em ha. Đó, định tâm thì gắn vào nòng trước, định tâm thì gắn vào nòng trước rồi xiết mấy con ốc ký, một con ốc ký vào cái nòng trước để canh cho nó chính giữa tâm của cái nòng đó, rồi xong nguyên bộ ruột anh em ha. Rồi nếu mà anh em muốn mua hàng thì hỏi giá báo giá thì xin vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại của em nha, 0776223432. Lúc đó em sẽ tư vấn cho anh em và báo giá cụ thể cho anh em. Rồi tới đây em xin kết thúc clip tại đây nha. Em xin kết thúc clip tại đây. Ai mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp với em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Tạm biệt anh em.